Một chiều 30 Tết. Tác giả Bùi Ngọc Quế. Giọng đọc Hải Yến. Xế chiều ngày 30 Tết Xuân Quý Sửu, tức ngày mùng 2 tháng 2 năm 1973, nắng vàng nhạt. Ban chính trị Trung đoàn 3 quân khu 2 cũ miền Trung Nam Bộ đang sẵn sàng chiến đấu ở các bờ công sự ngoài mí vườn hoang trên bờ kênh Tân Mỹ Chánh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Gò Công cũ, nay là tỉnh Tiền Giang. Khi thấy bọn địch cảnh giới án ngữ địa hình đã rút ra lộ Đông Hòa để về căn cứ. Trên trời cũng không còn những chiếc máy bay trực thăng vũ trang quần đảo bắn phá. Chủ nhiệm chính trị Nguyễn Thanh Giang, 38 tuổi, quê huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Hưng cũ, nay là tỉnh Hải Dương, đã chỉ thị cho các tiểu ban và bộ phận phục vụ cơ quan về nơi ở dọc bờ kênh để trang trí khánh tiết và dọn dẹp vệ sinh, rồi tổ chức nấu nồi bánh chưng, chuẩn bị lễ đón đêm giao thừa và mừng ngày đầu xuân mới. Tiểu ban cán bộ chúng tôi gồm có 3 người: anh Lê Thanh Xuân, 35 tuổi, quê ở xã Tràng Duệ, huyện Bình Lục, tỉnh Nam Hà cũ, nay là tỉnh Hà Nam, làm trưởng tiểu ban; anh Đào Thái Hà, 33 tuổi, quê xã Tống Chân, huyện Phù Cừ, tỉnh Hải Hưng cũ, nay là tỉnh Hưng Yên; và tôi là các trợ lý. Nơi chúng tôi ở may mắn đã có sẵn chiếc hầm kèo nổi núp dưới bóng cây vú sữa và những cây dừa nước màu lá xanh biếc xòe to như cánh cửa, đủ che ánh nắng mặt trời ban ngày và những giọt sương đêm se lạnh. Lại có thêm chiếc nền đất bằng phẳng cao ráo, diện tích rộng bằng chiếc chiếu, vừa đủ cho 3 người trải tấm ni lông lên nằm ngủ. Xung quanh nền đất có bờ tường đất đắp cao quá đầu người ngồi nhằm tránh những viên đạn thẳng của bốt địch ở hai đầu bờ kênh bắn tới. Anh Xuân bàn với chúng tôi làm chiếc bàn thờ Tổ quốc ở ngay trên nóc hầm nổi. Anh nhận việc tìm lá cờ Tổ quốc và tấm ảnh chân dung Bác Hồ, phân công anh Hà làm mâm ngũ quả. Còn tôi đi sang đại đội cối 82 ly C-16, chú quân gần đó, để mượn một con dao tông về phát bớt mấy cành cây lòa xòa chắn lối đi lại. Trên đường đi, tôi nhìn thấy cán bộ chiến sĩ các tiểu ban cũng đang tích cực khẩn trương tu sửa nơi ở, cười nói vui vẻ, cùng nhau nhớ về những kỷ niệm đón Tết mừng xuân với cha, mẹ, vợ con, anh em trong gia đình và quê hương. Tôi nao lòng trào lên nỗi nhớ mẹ, hai chị gái và người yêu đã 5 năm xa cách, không hề nhận được thư từ và tin tức gì. Tôi thoáng buồn nghĩ tới cuộc chiến tranh này không biết đến bao giờ mới chấm dứt, và đến ngày chiến thắng liệu mình có còn sống để trở về gặp lại những người thân yêu. Khi đi ngang cây keo già, gốc to cỡ vòng tay một người ôm không xuể, cao chừng 15 mét, ngọn cây đã bị mảnh bom pháo phạt gãy, tán lá màu xanh nhạt, lưa thưa, trơ những cành cây màu nâu sẫm, có những chùm quả khô, sai núc nỉu, chín nứt, lộ ra hàng hạt nhỏ màu đỏ tươi. Tôi dừng lại, nhìn những vết đạn bắn găm vào thân cây, tạo nên những lỗ nhỏ to bằng đầu ngón tay. Tôi chợt rùng mình, nhớ lại chuyện cách đây 6 ngày. Suýt nữa, tôi bị trúng đạn của máy bay địch tại gốc cây keo này. Đó là lúc 7 giờ sáng ngày 27 tháng 1 năm 1973, một thời khắc lịch sử, toàn quân và dân ta mong đợi đã lâu. Ta và địch sẽ ngừng bắn theo tinh thần Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở miền Nam Việt Nam. Và hai bên chung sống theo tinh thần hòa hợp dân tộc. Trung đoàn chúng tôi bước vào chiến dịch, cắm cờ giữ đất giành dân. Trong đó, tiểu đoàn 1 ở xã Đạo Thạnh, huyện Châu Thành, Mỹ Tho, tiểu đoàn 2
ở xã Lương Hòa Lạc và tiểu đoàn 3 ở xã Đăng Hưng Phước, huyện Chợ Gạo, Gò Công. Khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, chiến sĩ nuôi quân Nguyễn Văn Lợi, 22 tuổi, quê Hải Phòng, bưng xong cơm to vừa nấu chín từ bếp đi ra, đặt trên nền đất rồi mời anh em cơ quan ra ăn. Anh em chúng tôi liền mang theo bát đĩa cùng xúm lại ngồi quanh xong cơm. Chủ nhiệm chính trị tươi cười nói: "Chúng ta cùng chờ đợi thời khắc lịch sử. Đúng 7 giờ sáng nay khi Hiệp định Paris có hiệu lực sẽ ăn bữa cơm chào mừng giây phút đầu tiên có hòa bình." Cùng lúc, người chiến sĩ làm nhiệm vụ cảnh giới trên ngọn cây vú sữa ngoài mí vườn chạy về thông báo tình hình. Tất cả các xóm ấp nơi các tiểu đoàn 1, 2 và 3 của đơn vị đang làm nhiệm vụ đã xuất hiện rất nhiều lá cờ mặt trận dân tộc giải phóng được treo cao trên các ngọn cây và nóc nhà dân. Anh Giang nét mặt rạng rỡ, mở bồng lấy ra lá cờ mặt trận giải phóng có ngôi sao vàng 5 cánh trên nền vải nửa đỏ nửa xanh, rồi đưa cho tôi, vui vẻ nói: "Tôi giao nhiệm vụ này cho cậu, là dân Phú Thọ quen trèo cây cọ, nay leo lên ngọn cây keo cao nhất ở đây để treo lá cờ này nhằm hòa chung với không khí thắng lợi của đơn vị." Tôi phấn khởi, cảm thấy tự hào thực hiện ngay nhiệm vụ, liền chặt một tàu lá dừa nước, dốc hết lá, lấy đoạn thân làm cán cờ, rồi leo lên ngọn cây keo, loay hoay một hồi mới buộc xong ngọn cờ. Chợt tôi nghe thấy tiếng máy bay trực thăng vũ trang quen thuộc của địch từ hướng thị xã Mỹ Tho bay tới, nó bay rất thấp sát các ngọn cây. Theo phản xạ tự nhiên của người lính chiến, tôi cảnh giác liền tụt nhanh xuống đất. Anh Giang thấy vậy bảo tôi: "Cậu nhìn xem, chiếc máy bay này nếu thấy có sơn cờ mang ký hiệu chữ thập đỏ là máy bay của Ủy ban Quốc tế giám sát việc ngừng bắn đấy, nên cậu đừng sợ." Tôi ngước nhìn bụng máy bay, thấy sơn hình lá cờ màu vàng có ba sọc đỏ của chính quyền Sài Gòn, nên liền hô lớn: "Máy bay trực thăng vũ trang của địch, các anh tản ngay ra, xuống hầm trú ẩn đi." Tôi chưa dứt lời, đã thấy chiếc máy bay lượn vòng quay lại, bắn mấy chàng đại liên vào ngọn cây keo. Tôi chỉ kịp ngồi thụp xuống tại chỗ, ôm đầu, nép sát vào gốc cây. Chiếc máy bay trực thăng bay đi. Anh em cơ quan vội chui lên khỏi hầm, chạy đến vây quanh tôi, chúc mừng thoát chết trong gang tấc. Anh Giang choàng tay ôm vai tôi, tỏ vẻ hối hận, nói: "Tôi có ngờ đâu kẻ địch lại lật lọng đến thế. Cậu vẫn an toàn là may mắn lắm rồi." Trưởng tiểu ban tuyên huấn Vũ Lương Thanh, 34 tuổi, quê ở Hà Nội, thông báo: "Đài Sài Gòn đang phát lời hô hào của tên tay sai bán nước cực kỳ hiếu chiến Nguyễn Văn Thiệu, kêu gọi cán binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa hãy thực hiện ba lắc ba không. Như lời hắn nói, đừng mắc mưu cộng sản, không có ngừng bắn, không có hòa bình, không có hòa hợp dân tộc. Hãy tiêu diệt hết cộng quân trong chiến dịch tràn ngập lãnh thổ." Lúc 8 giờ ngày hôm đó, chỉ huy trung đoàn thông báo: "Các tiểu đoàn 1, 2 và 3 đang nổ súng chiến đấu đánh địch tái chiếm các ấp xã mà đêm qua ta vừa cắm cờ. Phía ta đã có một số cán bộ chiến sĩ dũng cảm chiến đấu hy sinh. Trong đó có Phó Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn Lê Công Thanh, 36 tuổi, quê ở Hội An, Quảng Nam, tập kết ra Bắc năm 1954, trú quán ở Hải Phòng, và Tiểu đoàn Phó Nguyễn Văn Khuôn, 34 tuổi, quê ở Thái Bình. Cuộc chiến đấu diễn ra ác liệt suốt ngày hôm đó, nhưng vì sự chênh lệch lực lượng quá lớn, nhất là địch dùng hỏa lực rất mạnh để tiến công, quân ta phải lui về vị trí xuất phát. Mấy ngày qua, địch tiếp tục xua quân càn quét, đánh phá các địa hình nơi ta trú quân, hòng tạo nên vùng vành đai trắng quanh thị xã Mỹ Tho và các trục giao thông quan trọng. Chúng đã gây cho ta rất nhiều khó khăn, tổn thất. Nhưng cán bộ và chiến sĩ đơn vị vẫn kiên cường chiến đấu, bám trụ địa bàn, lập nhiều chiến công vang dội." Chuẩn bị đến bữa cơm chiều 30 Tết năm đó, chiến sĩ nuôi quân của cơ quan thông báo:
Vì bị địch càn quét, bao vây cứ suốt 6 ngày qua, nên chiến sĩ tiếp phẩm không mua được rau thịt, đề nghị các tiểu ban cử người đi cải thiện thức ăn cho bữa cơm chiều. Anh Hà chợt nhớ ra, bảo tôi: sáng mai là mùng 1 Tết rồi, đừng để nợ nần dây dưa sang năm mới, xúi quẩy lắm. Chú mày mang ngay con dao tông này, đem trả cho C16, rồi về cùng anh ra kênh mò bắt cá để cải thiện. Tôi vừa vượt qua chiếc cầu bằng thân cây dừa, bắc qua con rạch nhỏ, thì nghe một tiếng nổ đầu nòng, tóc, quen tai của quả đạn M79 Mỹ ở phía bốt địch đầu kênh. Rồi tiếng nổ, oành, ngay phía sau lưng. Tôi ngồi thụp xuống, thấy đất đá bay rào rào, làn khói xám đen trùm lên đầu, tỏa mùi thuốc đạn khét lẹt. Sau phút giật mình, tôi đứng dậy quay lại, thấy hố đất nhỏ sâu bằng chiếc bát ăn cơm, cách khoảng 3 mét. Toàn bộ thuốc nổ và mảnh đạn hất theo hướng bay của quả đạn, làm nát lùm cây dại ven đường. Tôi mỉm cười vui mừng, lại một phen thoát chết. Rồi bỗng nghe tiếng anh Hà vẻ hốt hoảng gọi tên mình, và thấy anh cùng với quân y sĩ Nguyễn Văn Niên, 28 tuổi, quê Thanh Hóa, mang theo túi thuốc cấp cứu chạy tới. Anh Hà nhìn tôi và nhìn hố đạn, sung sướng cười: quá may mắn cho chú mày, nếu chỉ cần đi chậm dăm bước chân thôi sẽ ăn trọn quả đạn M79 này. Anh Niên cũng tỏ ra rất vui, an ủi tôi: thì đạn nó tránh mình, chứ mình sao mà tránh được đạn. Sống chết có số, sợ đách gì. Từ C16 tôi trở về nơi ở, thấy anh Hà đã cởi trần, mặc quần lót bằng vải ni lông màu đen, tay cầm chiếc chậu nhựa màu xanh, đứng chờ tôi ở bờ kênh. Mấy cán bộ chiến sĩ của cơ quan đã chia thành từng tốp nhỏ cùng mò cá dưới kênh. Tôi theo anh Hà lội xuống nước, cùng nhau ngụp lặn. Lúc này nước kênh đã cạn, chỉ còn ngập ngang bụng. Anh em chúng tôi đã có kinh nghiệm mò bắt loài cá rô biển quen thuộc. Hồi năm 1972, đơn vị ở kênh Cái và kênh 28 thuộc huyện Cái Bè, Mỹ Tho, cá rô biển chỉ to bằng hai đầu ngón tay, vây nhỏ yếu nên thường tránh dòng nước chảy, phải tụ lại dưới các hố bùn nhỏ như bước chân người. Tôi mải miết mò cá theo dấu chân anh Hà và bắt được lưng chậu cá. Anh em chúng tôi rất vui. Phía trước mặt có đám lục bình to bằng mấy cánh phản đang trôi nên che khuất tầm nhìn. Hai anh em đã đi xa nơi đóng quân hơn 200 mét mà không ai biết. Bỗng anh Hà cúi thấp đầu xuống nước, mặt quay về phía tôi, ra hiệu im lặng và rút lui ngay. Tôi chưa kịp hiểu ra chuyện gì, đã nhìn thấy bên kia đám lục bình trôi có 5 tên lính địch ở bốt cùng xuống tắm và mò bắt cá. Nhìn thấy hai anh em chúng tôi cách khoảng 20 mét, chúng đứng cả lên, mắt trợn tròn, miệng há hốc. Một tên trong bọn chúng hét toáng lên, giọng lắp bắp: đờ má, Việt cộng chúng mày ơi. Lập tức tôi thấy anh Hà đứng thẳng lên, tay nắm một vật tròn đen giống như đang cầm trái lựu đạn chuẩn bị ném, và hô to: chúng tao là đặc công quân giải phóng đây, chúng mày biết điều hãy cút ngay về bốt, nếu không sẽ bị tiêu diệt. Anh em đâu, chuẩn bị xung phong. Thế rồi cả hai bên cùng chạy dưới kênh ngược chiều nhau. Đến chỗ kênh khuất, cảm thấy an toàn, anh Hà và tôi nép mình vào bụi dừa nước cùng nhau thở dốc. Bây giờ hai anh em chúng tôi mới nghe thấy tiếng mấy loạt đạn súng AR-15 của địch bắn xuống dòng kênh như để trấn an tinh thần cho bọn chúng. Khi đã hoàn hồn, tôi mới để ý thấy anh Hà một tay vẫn kịp kéo theo chiếc chậu nhựa, nhưng đã đổ mất hết số cá kiếm được. Còn tay kia cầm chiếc quần đùi đã vo tròn, giả làm quả lựu đạn dọa địch. Nhìn anh đứng tồng ngồng, vẻ mặt ngượng ngùng, úp cái chậu che bụng, tôi nhăn nhở ôm bụng cười, chảy cả nước mắt nước mũi. Trong bữa cơm liên hoan chiều 30 Tết năm ấy, dù chỉ bằng các loại thức ăn tự túc cải thiện, toàn ban chính trị vẫn rất vui vẻ. Khi nghe tôi kể lại câu chuyện của hai anh em
đi mò cá đụng địch suýt chết. Ai cũng khâm phục tinh thần dũng cảm chiến đấu và thông minh sáng tạo của anh Hà, rồi được phen cười sặc sụa. Tất cả là bài học kinh nghiệm nhớ đời về tinh thần cảnh giác cao mọi lúc mọi nơi cho người lính chúng tôi khi ở sát nách địch. Thời gian đã thấm thoát 48 năm trôi qua, 1973-2021. Mỗi dịp xuân về Tết đến, tôi lại bồi hồi xúc động, nhớ tới những kỷ niệm chiến đấu đầy gian khổ ác liệt và hy sinh chiều 30 Tết Xuân Quý Sửu. Chính kẻ thù đã chứng minh cho chúng tôi hiểu sâu sắc hơn bài thơ chúc Tết năm 1969 của Bác Hồ: đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào. Ngày ấy, khi giặc Mỹ xâm lược phải chấp nhận thất bại, cút khỏi miền Nam nước ta, thì những mộng tưởng được chung sống hòa bình của chúng tôi đã tan thành mây khói, bởi chính quyền Sài Gòn, bè lũ tay sai bán nước vô cùng hiếu chiến, vẫn còn chưa sụp đổ. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.